Thưa quý vị, 40 năm về trước, vào ngày 21 tháng 2 năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã đến thăm Trung Quốc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử và làm thay đổi cái cục diện của thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là giáo sư môn quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học George Mason về chuyến đi này. Xin chào giáo sư. Chào cô. Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên muốn hỏi ông là, xin ông cho biết là cái chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nixon đến Trung Quốc vào năm 1972 có ý nghĩa thế nào đối với Mỹ và Trung Quốc nói riêng và với thế giới nói chung ạ? Cái câu hỏi đó thì Mỹ được gì, Trung Quốc được gì và thế giới được gì, phải không? Thế nếu mà nói như vậy thì về Mỹ trước thì mình cho thấy là giai đoạn đó là Mỹ đang bị xa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam và Mỹ muốn rút ra. Thì thành ra là Mỹ cũng muốn, và lại Mỹ là cái kẻ đối đầu quan trọng nhất của Mỹ là Nga Xô. Thế thành ra Mỹ muốn rút khỏi Việt Nam và dùng Trung Quốc làm cái đòn bẩy để chống lại Nga Xô. Thì chuyện đã thực hiện được là khi Việt Nam mà bành trướng sang bên Campuchia là lập tức Trung Quốc chặn lại. Và Trung Quốc với Mỹ là đồng minh với nhau để chặn lại Việt Nam. Và do đó ông nghĩ là họ quan niệm đó là ảnh hưởng của Nga Xô. Điểm thứ hai, sau khi cái biện pháp được thì Mỹ rảnh tay làm những chuyện khác. Đến thời Reagan và đến thời Bush thì là Nga Xô sụp đổ. Vậy thì đối với Mỹ là cũng nhờ cái đó rút được khỏi và Mỹ đã thắng cái trận chiến tranh lạnh. Về Trung Quốc thì Trung Quốc được gì? Trung Quốc nhờ cái đó đó thì sau khi Mao Trạch Đông chết thì Đặng Tề Bình mới mở cửa ra bên ngoài. Và qua cái chương trình 4 hiện đại của ông đó thì nước Trung Quốc đã tiến từ một quốc gia rất là chậm tiến đến với cái cường quốc kinh tế ngày nay. Bây giờ còn nói về thế giới thì có cái gì? Thì tôi thấy là có hai cái việc mình thấy hiện ngay lập tức. Là thứ nhất là thế giới đã thoát được cái hiểm họa chiến tranh nguyên tử tận diệt. Ngày xưa trong cái thế mà gọi là cái thế chiến tranh lạnh mà thế lưỡng cực đó, thì chiến tranh nguyên tử luôn luôn đè lên đầu của mọi người. Điển hình là cái sự nguy hiểm nhất là gần đến là chuyện cái vấn đề hỏa tiễn Cuba năm 1962 đó. Và dần dần thế giới qua với sự tham dự của Trung Quốc mà lớn lớn như vậy thì thế giới là quả nhiên là từ cái gọi là tương quan quốc tế mà thật sự là trở thành toàn cầu hóa. Thành ra cái đó là những cái biến đổi lớn trong thế giới do cái cuộc chuyến thăm đó. Dạ. Vâng, thế thưa ông thì trong cái chuyến thăm này chúng ta cũng biết là ngoài cái vấn đề chủ đề Đài Loan được bàn thảo giữa Tổng thống Mỹ với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai thì người ta cũng có nói đến cái cuộc chiến Việt Nam. Vậy thì cái cuộc chiến Việt Nam được tiếp cận ra sao và cái quan điểm của Mỹ và Trung Quốc về cuộc chiến này lúc đó thế nào? Đối với Việt Nam thì một trong những cái lý do của cái mục tiêu của Nixon khi lên cầm quyền là ông ấy chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã. Mà muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam thì vừa biện pháp áp lực quân sự hiện diện là việc đi tiến mất công vào trong Campuchia, tiến công sang Lào, rồi oanh tạc, rõ rệt thì quân sự và Việt Nam hóa chiến tranh. Về phía các ngoại giao quốc tế đó, thì đẩy mạnh một cái gọi là cái diplomatic offensive, tức là cuộc tấn công ngoại giao, tức là lập một cái thế tương quan tam cực với Nga Xô và Trung Quốc. Với hai nước đó thì họ muốn là với cái lợi tranh chấp lợi là liên lạc với Mỹ đó, thì họ sẽ dùng áp lực để bắt Bắc Việt là phải nhượng bộ để đi điều đình. Thì cái hồ ti Trung Quốc là lồng trong cái khung cảnh một chiến lược lớn của ông Mỹ để chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Và đồng thời một cái vấn đề thứ hai nữa là muốn chơi lá bài Trung Quốc để chống lại Nga Xô. Bởi vì lúc bây giờ mình yếu thì mình phải mượn lực người khác. Thì đó là hai cái mục tiêu quan trọng của chuyến đi của ông Nixon. Dạ vâng. Như vậy thì 40 năm đã trôi qua kể từ chuyến đi đó. Vậy thì những cái khác biệt lớn đáng chú ý nhất trong cái mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc cái thời điểm đó sau cái chuyến thăm đó cho đến bây giờ là gì thưa ông? Khác rất nhiều là cái thời đó thì hai bên không có liên lạc gì cả. Mỹ còn cấm vận Trung Quốc. Về phương diện quân sự thì là thăm viếng thường xuyên, về hai bên thương mại phát triển rất nhiều, thành ra tôi thấy là nói tóm lại hai cái hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Và ngày xưa thì Trung Quốc, Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù và một tay sai Nga Tô, tức là một đàn em Nga Xô. Ngày nay Mỹ coi Trung Quốc là một đại cường quốc có hành động riêng của mình. Và ông ấy, Mỹ Trung Quốc nghĩ là ngay ông Tổng thống Obama cũng nói là ông ấy tự quan tâm cái sự lớn mạnh của Trung Quốc. Tổng thống Nixon
từng nói rằng là cái mối quan hệ hợp tác giữa các cường quốc lúc đó là có Liên Xô, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Tây Âu và Nhật Bản thì sẽ có lợi cho các nước và nó sẽ giúp tránh được những cái cuộc xung đột và chiến tranh ở thế giới thứ ba, bao gồm cuộc chiến Việt Nam. Vậy thì liệu điều này bây giờ còn có thể áp dụng cho cái hiện tại hiện nay không, mà nhất là khi mà cường quốc như Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong khu vực bao gồm cả Nhật Bản, rồi là một số các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, thưa ông? Nó tùy thuộc vào cái bản chất của tranh đấu đó và tùy thuộc sự tầm quan trọng đối với mọi người. Bây giờ chỉ nói là bây giờ đối với những nước nhỏ thì họ chỉ sợ là cái sự mặc cả giữa nước lớn có ảnh hưởng hại cho mình. Thì tôi nghĩ là cái đó là thật sự là có, bởi vì các nước lớn họ quyền lợi của họ và quyền lợi cốt lõi của họ được thực hiện được thì họ không coi quyền lợi của mình ra đâu cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là những nước nhỏ là hoàn toàn bất lực. Bởi vì đó, ngày xưa thời ông Đài Loan đó, năm 1979 thì ông Carter đã gần như là bỏ Đài Loan rồi và mang quân đội Mỹ rút khỏi Đài Loan, chấm dứt hiệp định quân sự. Nhưng mà Đài Loan nó thay đổi hoàn toàn, nó trở thành một cường quốc kinh tế, nó lại có dân chủ, thì lập tức là cái nước Mỹ nó thay đổi và vì thế nó ủng hộ Đài Loan cho đến ngày nay. Chúng ta thấy là từ 1979 bây giờ đã gần nửa thế kỷ rồi mà họ vẫn vững. Thành ra nói như thế không có nghĩa nó đổi trác trên cái đầu mình được. Nếu mà mình khá thì nó không có đổi. Nó tùy thuộc, nếu mình là hàng ế thì nó bán, còn nếu mình hàng tốt thì nó giữ. Như vậy là chúng ta có hy vọng đối với Việt Nam trong cái tranh chấp ở Biển Đông? Thì cái đó tùy Việt Nam thôi. Tại vì ở Biển Đông thì Việt Nam và Mỹ có cái gọi là cái đồng thuận, cái là sự gọi là cái gì, cái commonality of interest, tức là cái đồng thuận về cái quan hệ chiến lược, về cái quan tâm chiến lược, về quyền lợi chiến lược của hai bên nó đã đến ghề với nhau rồi. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Không có chi, tôi hân hạnh.